Dạ, Đồ Nhật Thanh Huyền xin được kính chào tất cả các bác đã quay trở lại xem kênh YouTube Đồ Nhật Thanh Huyền. Hôm nay Đồ Nhật Thanh Huyền mời các bác cùng với shop đi mở một cái em nồi cơm, và với cái em này thì với cái kiểu dáng dung tích có lẽ là sẽ là 1 lít cho các bác ạ. Nó cũng không phải là quá to, 1 lít thôi. Nhìn thoáng thoáng này giống như là của Panasonic thì sao các bác ạ. Cái này thì hàng mới về. Đây là một trong những cái sản phẩm nồi cơm mà trong series bán Tết của Đồ Nhật Thanh Huyền, nên là nồi sẽ là cái dòng hàng tuyển các bác nhé. Nên Đồ Nhật Thanh Huyền tự tin mở luôn hàng, quay mở cho các bác nhìn luôn, không cần phải qua dọn dọn hàng hết. Một em màu đỏ này, đúng chuẩn Panasonic các bác ạ. Mã SR gạch ngang WSX105S. Wow. Mặt màu đỏ, viền xung quanh màu đen. Và em này sao bạn nhìn thấy là có cái biểu tượng hình người nói này, cho nhìn này, đấy là có âm thanh này. Có âm thanh là một này. Thứ hai là gì? Econavi này, tức là tiết kiệm điện đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Mở ra luôn. Màu này thì rất là hợp với nhà bác nào mà thích màu đỏ, màu đen. Ngày trưng bày Tết màu này rất là nổi luôn, cực kỳ là sang nhé. Xong cái này thôi. Chúng ta phải xách cái em này để có cái xách. Nồi Đồ Nhật Thanh Huyền thì luôn được bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Cũng như rằng là em này thì các bác yên tâm, và tất cả cái dòng nồi cơm xuất bán ra bởi Đồ Nhật Thanh Huyền này sẽ có một cái bản dịch tiếng Việt gửi qua Zalo cho các bác. Kỹ quá. Rồi, ok. Nặng đấy. Ok, em này đã có áp suất này, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Tại sao? Vì có cái ngoàm ở đây. Cốc nước bù ẩm. Ôi, cái gì đây? À, cái muôi để chỗ để móc thìa. Ui, xịn xò quá các bác ạ. Để móc thìa các bác móc vào chỗ tay cầm này. Đúng không các bác? Đấy, móc vào đây. Hay quá nhở. Này thật đấy. Rồi. Wow. Phải nói rằng đây là một cái kiểu dáng mới các bác ạ. Bình thường cái cốc nước bù ẩm của hãng Panasonic nó không mịn như ở trên viền này đâu. Các bác có thể lội lại những cái video mà Đồ Nhật Thanh Huyền giới thiệu về cái dòng nồi Panasonic, thì cái em này là một cái kiểu dáng mới này. Đây là kiểu dáng cốc mới. Đó, cái cốc của chúng ta xem cái son. Son đây là son xịn luôn nha. Xem nào đây cái gì đây. Bụi bụi thì phủi đi cho các bác nhìn cho rõ. Xong em nói đây. À, xong chấm. Cái dòng mà xong chấm chấm như thế này ở dưới đáy là cái dòng VIP mới có các bác nhé. Cũng như là cái vỏ ngoài này, màu vàng đồng, vàng đồng xịn đây này. Đấy. Rồi, để lát về hình chúng ta sẽ cùng nhau xem kỹ hơn. Dưới đáy đây các bác ơi. Đáy này nó là kia là cái cảm biến của nồi nhé. Cái lò xo đấy, chứ nó không phải là cái mâm nhiệt các bác nhá. Bác nào mà xài quen hàng Nhật rồi thì nhìn cái là biết đây là hàng nồi mà cao tần, công nghệ có áp suất. Còn bác nào mà mới dùng hoặc là chưa biết sử dụng hay cách phân biệt ấy, thì chúng ta biết ở đây là một cái em cao tần. Và áp suất là áp suất điện tử các bác ạ. Nó không phải là có áp suất bi nhá. Đây là cái áp suất điện tử. Đây, đây là cái áp suất điện tử hút vào đây. Rồi. Răng này các bác ơi. Răng khá là mềm luôn nhá. Và tí nữa thì Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ quay video để test cái em này luôn, để cho các bác nhìn thấy luôn. Rồi. Rồi chắc lại. Em này thì giờ chỉ cần dán cái tem đây. Hoặc bên trong rất là sạch sẽ luôn nhá. Chứng tỏ cái nồi này chỉ là hàng lướt mà thôi, chứ không phải dùng quá nhiều. Đây là cái vết bẩn của băng dính thôi các bác ạ. Của băng dính dán lên thôi. Thì Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ lau qua đi là sẽ sạch ngay. Cái phần này là băng dính. Rồi ok. Và em này chúng ta sẽ nhìn
Sản xuất là đời 2016. Đấy, 2016 này. Công suất là 1210W. Em này là cao tần áp suất điện tử. Đến từ thương hiệu Panasonic với mã là SR-WSX105S. Và chúng ta sẽ cắm điện vào để nhìn xem nồi có những cái chế độ nấu nào. Nhớ là điện 100V các bác nhé. Ok, sau khi cắm điện vào thì đã hiển thị luôn này. Chúng ta sẽ chọn gạo đây. Gạo trắng này, gạo không vo, gạo lứt, gạo hỗn hợp. Có rất nhiều luôn. Cả gạo nảy mầm này. Ôi nhiều lắm các bác ạ. Mình sẽ chọn gạo trắng này, phương thức nấu của gạo trắng. Ok, có nấu thường này, nấu cứng, nấu dẻo, nấu mềm. Rất rất nhiều luôn. Wow, nhiều lắm các bác ạ. Chế độ rất là nhiều luôn. Không biết các bác nhìn thấy rõ không? Còn một, đây là trang 1 trên, có 3 trang tất cả. Đây mới là trang 1 thôi, nấu thường này, nấu nhanh này, nấu cháo này. Chúng ta có thể ấn đi lên đi xuống được. Đây là chế độ nấu nhanh, ok. Phương thức nấu, rồi. Lần nữa. Đấy, giờ mới sang trang 2 này. Ôi, một cái em nồi cơm mà vô vàn các chế độ nấu. Sushi này. Có cả cơm cháy luôn các bác nhá. Em này có cả chế độ nấu cơm cháy. Giờ mới sang trang 3 này, lượng ít này. Cháo này. Rất rất nhiều luôn. Nhiều quá. Hâm ủ đây, chúng ta sẽ tắt. Tắt ở đây đi. Ủ đây. Có đèn sáng đấy. À, có giọng nói luôn nhé. 15:50 này. Nấu ở đây. Tắt đi. Ok, và chúng ta sẽ cho một xíu nước vào. Một xíu nước vào để ở đây có các phần cả. Vừa nãy chúng ta dùng chế độ ủ. Em này còn hay ở chỗ là vừa mới chúng ta chọn chế độ ủ đúng không ạ? Nên là em ấy có hiển thị luôn một cái phần là tính giá tiền, thời gian ủ đấy, và quy ra giá tiền yên là 0.0 yên các bác ạ. Wow, rất rất là thông minh luôn nha, cực kỳ thông minh luôn. Và chúng ta sẽ cho nước vào trong lòng nồi để nấu thử em này ở chế độ nấu nhanh như nào các bác nhé. Vâng, và em nó đang sôi rồi các bác nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra em này luôn. Cái nắp hơi này các bác nhìn thấy không ạ? Khói đang bốc lên rất là rõ rệt luôn, tức là nồi bên trong đang sôi rồi. Và chúng ta sẽ nhìn thấy này, chủ phản trung nghĩa là đang nấu đây, gia lì áp suất. Chúng ta kiểm tra bên phải nồi không có hở hơi nhá. Đó, sắp để sẵn tay đây luôn cho các bác nhìn luôn. Bên trái nồi này cũng không có luôn, và chúng ta vẫn thấy khói bốc lên. Nếu như mà hở thì chắc chắn là sẽ bỏng tay ở đây rồi. Và chúng ta sẽ tắt đi. Tắt đi và kiểm tra luôn. Có giọng nói luôn cho các bác luôn nha. Một cái em nồi cơm khá là VIP đến từ thương hiệu Panasonic với công nghệ cao tần áp suất điện tử là một. Thứ hai là gì? Có giọng nói đấy. Thứ ba, đây là một cái em hàng lướt. Ngoại hình còn khá là mới các bác nhé. Đây là đồ nhà Thánh Huyền chưa có lau gì hết luôn. Vừa nãy chỉ dùng một tí giấy này để lau cái phần đen đen này cho các bác nhìn rõ hơn. Đấy, chỉ có lau giấy một tí thôi mà đã như thế này rồi. Đấy, và thứ tư là gì? Cái màn này các bác ạ. Cái màn hình này nó rất là hay ở chỗ là gì? Cái mặt trên này nó là cái dòng vân các bác nhé. Dòng vân hoa kim cương ấy, chứ không phải là cái nó màu đỏ không đâu. Thứ năm là có Econavi, tức là tiết kiệm điện, siêu tiết kiệm điện luôn. Đó, và thứ sáu là có chế độ nấu cơm cháy. Các chế độ nấu bên trong này rất rất là nhiều luôn. Và thứ bảy là gì? Em này thì đời cũng khá là cao, đời 2016, với công suất là 1210W. Và thứ tám là gì? Có một cái để nuôi cơm đây. Chúng ta cứ hãy thắc mắc nhiều khi, không biết là thắc mắc tại sao một cái quai sách này mà tự dưng lại có cái phần lõm vào như thế này, nhìn như bị khuyết, như bị mẻ, nhưng thật ra đấy là chỗ để mà để cái muôi cơm vào này, để cái giá muôi cơm ấy, rất là gọn luôn. Bác nào mà thuận tay phải thì chúng ta sẽ để muôi bên phải, còn bác nào mà thuận tay trái thì có thể để muôi bên trái này, tùy vào các bác thuận tay nào mà thôi, và muốn để ở bên nào đều để được hết luôn. Vậy đấy, có tận 8-9 ưu điểm như thế, được bảo hành 6 tháng, hỗ trợ trọn đời sau bảo hành.
Bây giờ vẫn còn đang áp suất các bạn, không mở ra được luôn. Vì chúng ta đang dừng nồi ở giữa chu trình nên là vẫn còn cái chữ áp suất này, gia ly này, nên là chúng ta sẽ không mở ra được ngay đâu. Đó, một lúc nữa chúng ta sẽ mở ra được trong cái này thôi, nhưng không thể mở ra được luôn ấy. Đấy, khóa chặt áp suất khi nồi đang nấu cực kỳ là nóng luôn thì sẽ có chữ áp suất này lên. Và bác nào mà đang xem video mà thấy video hay hữu ích thì các bác ấn chữ đăng ký ở bên dưới màn hình này nhé, để cổ vũ Đồ Nhật Thanh Huyền cũng như là cập nhật những video mới nhất mà Đồ Nhật Thanh Huyền gửi tới tất cả toàn thể các bác yêu đồ Nhật. Và em này thì giá bao nhiêu? Giá em này thì chỉ với là 3.500.000 đồng mà chúng ta sở hữu ngay một cái em nồi cơm có đến 9-10 ưu điểm như thế này, bảo hành 6 tháng, hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Và bác nào mà ưng ý em nó thì hãy bốc máy lên và gọi điện ngay cho Đồ Nhật Thanh Huyền nha các bác, để Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ gửi hình ảnh cụ thể các góc chụp cho các bác. Vì hiện nay thì là ở cái chỗ này thì nó do ánh sáng nó không được sáng cho lắm, cũng như là Đồ Nhật Thanh Huyền chưa có lau qua, mà nhìn nó đã đẹp được như thế này rồi, mà nếu mà lau qua nữa thì nhìn còn long lanh hơn rất là nhiều luôn các bác ạ. Và bác nào ưng ý thì gọi ngay cho Đồ Nhật Thanh Huyền nhé, hoặc cũng có thể là nhắn tin qua Zalo qua số điện thoại 0936811346 hoặc 0901218555. Đồ Nhật Thanh Huyền thì có bán hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ưu tiên bác nào liên hệ sớm còn được tặng quà luôn nha các bác, sẽ tặng kèm một cái muôi cơm Nhật gửi tặng tới các bác, một muôi cơm Nhật luôn, sản xuất tại Nhật. Vâng, và Đồ Nhật Thanh Huyền xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.